Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Bộ Công Thương chủ trì đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Yên Bái. Tại Hòa Bình, đoàn công tác kiểm tra công ty thủy điện Hòa Bình, Hồ Thống Nhất làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó trước mùa mưa bão năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai ban hành văn bản gửi các sở ngành trong tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu kiện toàn cung cấp thông tin thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh và sở ngành có liên quan đã hoàn thành công tác kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị địa phương mình, tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2022. Đồng thời đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của đơn vị địa phương. Liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh thì cũng đề nghị là tỉnh cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cùng với ngành điện để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. Và đặc biệt là công tác liên quan đến chuẩn bị đảm bảo cái hành lang lưới điện an toàn, chặt tỉa cây trước mùa mưa bão. Đây là những cái nguy cơ mà cũng sẽ dẫn tới cái hư hại cho cái lưới điện, dẫn tới cái việc mà cái công tác khắc phục mà cũng bị ảnh hưởng. Cái công trình Hòa Bình mở rộng thì cũng đã sau một thời gian tư vấn, nghiên cứu, báo cáo, có lấy ý kiến nhận xét của các cái ban ngành liên quan. Thì về phía EVN thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện cái báo cáo cuối cùng để gửi Bộ Công Thương đánh giá để đảm bảo cái công trình là an toàn để tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương cho tiếp tục để triển khai các cái hạng mục của cái công trình Hòa Bình mở rộng. Làm việc tại Sơn La, đoàn công tác lưu ý tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 114 NDCP của Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các công trình hồ đập thủy điện, tổ chức rà soát quy trình vận hành, phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa, phương án ứng phó thiên tai cho các công trình vùng hạ du đập, cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa trước mùa mưa lũ. Hiện nay thì chúng tôi thấy là trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện ấy thì chúng tôi đang chỉ đạo lãnh đạo thực hiện cái vận hành hồ chứa. Ở Sơn La chúng tôi thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị định 48. Thì Sơn La chúng tôi có 70 hồ chứa, trong đó 43 hồ chứa là đập và thủy điện, 27 hồ chứa là công trình thủy lợi. Thì chúng tôi vận hành đảm bảo và có 197 hệ thống quan trắc này thì vẫn vận hành đều trên địa bàn. Tuy nhiên thì vẫn cần bổ sung các cái hệ thống vận hành quan trắc trên địa bàn tỉnh Sơn La, và gắn với đó là cái bảo vệ liên hồ chứa. Thì chúng tôi vẫn trong quá trình triển khai thực hiện, thì năm ngoái cũng họp rồi, cũng đã có kiến nghị với Trung ương, Ban Chỉ huy Trung ương, các bộ ngành là liên quan đến cái vận hành liên hồ chứa của Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, đặc biệt là cái cắm, để phân định ra những khu vực nào mà dễ xảy ra thiên tai. Ví dụ như vần hạ lưu của Hòa Bình là có nhiều chỗ là khi mà mực nước dâng lên cao là gần đến nhà dân. Cái này năm ngoái kiến nghị rồi. Đấy, tăng cường các cái năng lực để chúng ta làm sao có cái vận hành, có cái mốc cắm biển báo, rồi đảm bảo trong cái vận hành trong hồ chứa này. Đến nay, 70 đập hồ chứa trên địa bàn Sơn La đã triển khai lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định. Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện vẫn còn một số khó khăn. Đó là việc tuyên truyền tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai cho nhân dân chưa tốt. Một số văn bản chỉ đạo hiện nay không còn phù hợp với thực tế. Tại Yên Bái, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai với sự vào cuộc của các cấp, các ngành đoàn thể. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống thiên tai. Đó là tỉnh cũng như nhiều khu vực trung du miền núi phía Bắc có địa hình, địa chất phức tạp, nhiều khu vực có núi cao, chia cắt, hệ thống sông suối có độ dốc lớn, vật cản đa dạng. Khi xảy ra mưa lớn thì tạo dòng chảy xiết, đột ngột. Trong khi diễn biến thời tiết mưa lũ ngày càng cực đoan, phức tạp khó lường,
Điều đó dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và khi xảy ra thì rất khó khăn cho việc cơ động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Ghi nhận tại các địa phương đến kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng của các tỉnh trong việc chủ động các phương án ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là công tác an toàn trong vận hành hồ chứa của các đơn vị thủy điện. Đoàn công tác lưu ý, mùa mưa năm nay dự báo lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, song sẽ xuất hiện những đợt mưa lớn, dồn dập. Do vậy, các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác cảnh báo phòng chống lũ quét, sạt lở đất đá, có phương án vận hành, xả lũ các hồ chứa an toàn, đặc biệt là xả lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình Sơn La khi lưu lượng nước về hồ lớn. Đoàn công tác của chúng tôi thì kiểm tra 3 cái tỉnh rất đặc trưng của miền núi và Trung Du phía Bắc là Hòa Bình, Sơn La và Yên Bái. Thì qua quá trình kiểm tra và làm việc ở đây thì chúng tôi thấy là các tỉnh đã thực hiện tốt cái luật phòng chống thiên tai cũng như là chủ động ngay từ những ngày đầu, giờ đầu, phút đầu của cái mùa mưa lũ. Năm nay là đối với dịp tháng 5 này là cái mức nước ở các hồ là đều hơn năm ngoái là từ 5 đến 7 mét. Thì đây là một tín hiệu rất là mừng. Và theo báo cáo của Trung tâm Thí nghiệm Thủy văn thì nhiều khả năng cái mùa mưa lũ năm nay thì nó sẽ có cái lượng mưa và tần suất mưa sẽ lớn hơn năm 2021. Thì đây cũng là một cái lý do mà trong ban chỉ đạo và cũng như đồng chí trưởng đoàn, thứ trưởng Bộ Công Thương đã nhắc nhở các đơn vị và đặc biệt là các tỉnh là như là Yên Bái, là như là Sơn La, là rất nhiều hồ đập thủy điện nhỏ thì phải tăng cường kiểm tra công tác an toàn hồ đập để làm sao mà với mưa lũ bất thường thì chúng ta vẫn có thể ứng phó được và đảm bảo được vận hành cung cấp điện nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và vùng hạ du. Thông qua việc thực địa của đoàn kiểm tra lần này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương cũng lưu ý các tỉnh, phòng chống thiên tai là hoạt động thường xuyên và liên tục. Do vậy, các tỉnh cần xây dựng kế hoạch phương án phù hợp với đặc điểm, đặc thù của địa phương và từng vùng, chú trọng hơn nữa công tác tập huấn, diễn tập, có kịch bản xử lý sự cố khi có thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra.